Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, lại có những bài viết về cháu Hồ Văn Cường rất là hay và đặc sắc nữa các bạn. Mỗi bài viết nó có mỗi màu sắc khác nhau. Mình thì cập nhật mấy cái bài viết này liên tục để chia sẻ đến tất cả các bạn, nhất là trong ngôi nhà xanh đợt chuối. Dĩ nhiên thì chỉ muốn lan tỏa tình yêu thương của cháu Cường đến khắp mọi người ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta và luôn cả ở hải ngoại nữa các bạn. Một bài viết nói về cháu Cường mà hình như là có kèm theo cái ảnh hình của bé mà mình để ở mấy ngoài đó, là cái hình của bé Cường đó hồi lúc mà còn nhỏ đó các bạn, cũng vui đùa cùng chúng bạn. Cái ảnh này thì nói là tấm ảnh này là không được công khai, bây giờ công khai rồi nè. Ảnh dễ thương các bạn ha. Bé Cường hồi lúc và đi chơi đùa với lại các bạn học sinh, mình cũng có để ở ngoài ạ. Để coi cháu này viết về cháu Hồ Văn Cường như thế nào nha. Chúng ta cùng với nhau chia sẻ. Con và em chào cả nhà. Con hoặc là em, cái cháu này xưng là con rồi hoặc là xưng em, tùy theo như người nào nhận cái cách xưng hô nào của cháu cũng được hết. Thấy nhóm và ngoại chính có tổ chức viết bài lan tỏa về Cường ạ, con em thì có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng vì văn chữ không biết viết nhiều ạ, nên chỉ biết về cá tính của cậu bé này thôi nha. Cường là cậu bé rất ham vui, chơi với bạn nào cậu ấy cũng hòa đồng và nhanh nhẹn lắm, gặp các cô chú anh chị thì nghịch cũng phải biết luôn đấy nha, nhưng được cái là hài hước và đáng yêu. Nhưng đặc biệt con em nể Cường là Cường rất thấu hiểu mọi chuyện, luôn biết quan tâm tất cả mọi người, muốn bày tỏ với tất cả mọi người lắm, nhưng vì Cường cũng như trong chúng ta chưa biết ai nên còn hơi ngại ngại một chút xíu. Con em chỉ mong cậu bé ngày nào cũng như chàng trai bây giờ, luôn được mọi người yêu thương và bảo vệ, vì con xứng đáng yêu chàng trai xanh đọt chuối. Tặng mọi người bức ảnh ngày xưa không được công khai, đó là bức ảnh hồi nãy mình gửi đến các bạn là bức ảnh này bức ảnh mà bé Cường nhảy lên, một người bạn ẩm Cường lên. Hồi nhỏ chúng ta nhớ rằng lúc mà 13, 14 tuổi, cậu bé này cũng tuy rằng tại vì thường thường các bạn mình mà sanh trong một cái ngôi nhà mà kinh tế không được đầy đủ á, nói đại khái nôm na là con chàng nghèo đi, chúng ta ra ngoài chúng ta không có tự tin, chúng ta tiếp xúc với xã hội và chơi bạn chúng ta cũng hay rụt rè lắm. Nhớ lại hồi nhỏ mình cũng vậy nữa các bạn, hồi nhỏ gia đình mình cũng nghèo cho nên tiếp xúc với các bạn cùng trang lứa mình hay rụt rè lắm, thì mình hay nhát lắm, thiếu tự tin. Và các bạn ha, thì cháu Cường cũng vậy, nhưng có cái là mình nhớ là hồi mà lúc mà ở trong cái ngôi nhà mà của Idol Kids á, thì bác Cường cũng thích nô đùa với các bạn, rồi chơi nhảy, rồi hay cột tóc cho tóc tiên nè, cột tóc làm make up cho người này người kia nè, cậu bé này cũng hoạt bát vui vẻ nhanh nhẹn lắm. Nhưng mà từ khi mà về ở với lại cái ngôi nhà của cái quản lý cũ đó, thì dưới cái sự áp lực phải đi hát kiếm tiền đem về nuôi những đứa em không cùng huyết thống nè, rồi bla 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 đủ thứ chuyện, cho nên nó làm cho cháu bớt đi cái sự hài hòa, bớt đi cái sự vui vẻ và năng động của một đứa trẻ. Cháu giống như là hơi bị già trước tuổi, phải trong sống trong một cái dưới một cái áp lực, một cái cháu phải chịu đựng trong suốt trong 6 năm đó, phải không các bạn? Bây giờ thì cháu như là con chim sổ lòng được cất cao đôi cánh của mình trên bầu trời bao la. Phải nói rằng là đó là cũng nhờ cái công ơn của ai thì các bạn cũng đã biết rồi phải không?
thứ nhất là mình phải nói là Bầu Thụy, rồi xong xuôi mới tới danh ca Ngọc Sơn, vân vân và vân vân, rồi tới ngôi nhà xanh đột chuối nữa. À, mình mới vừa vào đây trong Facebook thì lại thấy một bài viết nữa là của bạn Hòa Hoàng. Bài viết dự thi lan tỏa yêu thương về ca sĩ Hồ Văn Cường vào lúc 17:30 19 tháng 4 năm 2023, nối vòng tay lớn. Từ Bắc vô Nam, nói liền nắm tay, cùng chung sức với một ước nguyện yêu thương lan tỏa và bảo vệ ca sĩ Hồ Văn Cường. Một gia đình xanh đọt chuối trải dài khắp mọi miền đất nước và trên toàn thế giới đã kết nối thành tình yêu khổng lồ để che chở cho con trước phong ba bão táp. Tình người, lòng tâm thiện bảo vệ chính nghĩa, tô đẹp thêm cho đời, yêu thương con vì con rất xứng đáng. Cô rất ngưỡng mộ và khâm phục gia đình xanh đọt chuối, không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo hay địa vị trong xã hội. Yêu thương bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cùng chung một ý tưởng để dìu dắt, nâng bước con có được ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn bác Bầu Thụy, bác Ba Ngọc Sơn, ca nhạc sĩ Sơn Hà, các bậc cô, bậc thầy đã đem lại cho ánh hào quang, chiếu rọi cho một đóa hướng dương trong vườn chuối. Thật ngưỡng mộ và đáng trân trọng những nghĩa cử cao đẹp. Cho đến hôm nay, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi khóc vì con đã trưởng thành, khóc vì con đã thành công, để chứng minh cho những kẻ tiểu nhân kia không còn hống hách, mọt sách, còn xứng đáng sống trong vòng tay yêu thương của mọi người. Ôi sứ giả cảm xúc của tôi, làm tim cô tan chảy, chúc mừng con, ca sĩ Triệu Phương, yêu thương và đồng hành mãi mãi. Hẹn gặp con, Amazing Show, tác giả Hoàng Hà, FC, ở ngoài Huế. Vâng, cảm ơn chị đã viết một bài để cho mình chia sẻ đến tất cả khán giả và mọi người. Hôm nay nghe lại cái này thấy hay quá các bạn. Nghe lại cái Hoài Lâm. Hoài Lâm với Hồ Văn Cường đấy các bạn. Xa mưa giông luôn. Đúng là hai anh em ca giọng của Hoài Lâm với lại giọng của Hồ Văn Cường, hai người được hòa quyện với nhau đó các bạn. Nó đưa lên, đẩy cái bản nhạc thêm một bậc nữa phải không ha. Tại vì Hoài Lâm phải nói là ngoài nhạc trẻ nhưng mà Hoài Lâm rất là chất trong những cung điệu ngũ âm dân ca đó các bạn ha. Mà hai giọng này mà hợp với nhau rồi khỏi nói. Tuyệt của mèo luôn. Mình thấy có một bài viết cũng rất hay, mình muốn chia sẻ đến các bạn nữa. Bài này là của Hoa Kim, viết cách đây 16 giờ. Không đầy 2 tuần nữa là đến ngày lễ 30 tháng 4, ngày trọng đại của đất nước, thống nhất đất nước ba miền trở thành một nhà sau bao nhiêu năm chia cách. Thật hạnh phúc khi được sống trong những ngày lễ lớn như thế này. Có một cậu bé nhà quê ở Gò Công, ngày hòa bình ấy cậu chưa ra đời, và mãi mãi những năm sau này cậu ấy mới sinh ra trong một vùng quê hương bình yên. Đất nước đã qua giai đoạn khó khăn, bước vào giai đoạn phát triển, nhưng cậu ấy lại xuất hiện vào thời điểm mà xung quanh bé lúc nào cũng lộng lẫy xinh đẹp như thiên nga. Để dự thi do đài truyền hình tổ chức một cuộc thi lớn mà cậu bé ấy từ giọng hát đến vẻ ngoài đã làm rung động bao trái tim, và mọi người đặt tên cho cậu bé là sứ giả cảm xúc.
Có phải cái tên ấy đã dính vào cuộc đời của cậu bé ấy, đã làm cho bao người phải nhối tim khi bỗng dưng dính vào những chuyện thị phi oan ức. Dù mọi chuyện đã qua, ta cũng hãy để nó ngủ yên. Ai không hiểu rồi cũng sẽ hiểu, bởi vì bản thân cậu ấy đã dũng cảm đứng lên, không gục ngã, cố gắng vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Cường tỏa sáng một cách nhẹ nhàng trên sân khấu, bên cạnh các fan của cậu ấy, cùng sự yêu thương mãnh liệt của nhà xanh đọt chuối, những người có tâm, có đức, đủ thành phần trong xã hội, giáo viên cũng có, họa sĩ cũng có, chiến sĩ, bác sĩ và công nhân cũng có, hay những người dân bình thường trong cuộc sống cũng yêu thương bảo vệ cậu ấy. Và cùng một hành trình vực dậy của một vì sao trên bầu trời giông tố. Sau cơn mưa, trời lại sáng, cậu ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng ở show 30 tháng 4. Giữa ngày lễ lớn của đất nước, cậu ấy sẽ làm tất cả các FC ba miền Bắc Trung Nam yêu thương đoàn kết. Cậu ấy là một sợi dây thật to, thắt chặt tình yêu của dân tộc, không gì lay chuyển. Và chúng ta sẽ đến thành phố Đà Lạt xinh đẹp, chiêm ngưỡng đồi thông xanh mướt hay những cánh hoa bạc ngàn, hay những cuộc săn mây đẹp như những bức tranh ở thiên đường. Những ngày nghỉ lễ sẽ càng thêm ý nghĩa khi chúng ta cùng đến để ủng hộ show diễn, để cậu ấy tỏa sáng và cống hiến những cố gắng miệt mài học tập. Chúc tất cả FC Ba Miền và các cô chú hải ngoại của bé Cường cùng đồng hành, tất cả chúng ta sẽ đi về ánh mặt trời, nơi mà con đường luôn sáng và sực sỡ. Viết vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những bài dự thi, những bài viết về cháu Hồ Văn Cường. Chỉ có một chung điểm, đó là lan tỏa tình yêu thương. Có những bức ảnh đẹp, cái thời xa xưa mà Cường còn đi học, bữa nay được đưa lên để cho mọi người được chia sẻ với nhau. Và nói về cái bản tính hài hòa, vui vẻ, đồng điệu của cháu Hồ Văn Cường lúc còn nhỏ, phải không các bạn ha? Nói về cháu Hồ Văn Cường, nhiều người nói hoài nói không hết, nói mãi à. Làm như là một cái câu chuyện 1001 đêm gì đó các bạn. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn thật nhiều. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong một video lần sau.